Giới chức Hàn Quốc hôm qua cho biết Tổng thống nước này Yun suk yeol đã chỉ thị cho các cố vấn cân nhắc việc ngừng thỏa thuận quân sự liên triều ký năm 2018 nếu như Triều Tiên tiếp tục có hành động vi phạm lãnh thổ của Hàn Quốc. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Theo thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau cuộc họp với Văn phòng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu hỗn hợp và cơ quan phát triển quốc phòng, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ đạo xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự được hai miền Triều Tiên ký vào ngày 19 tháng 9 năm 2018 nhân hội nghị thượng đỉnh liên triều tại Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Yoon Suk Yeol cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng thành lập đơn vị đặc nhiệm máy bay không người lái hỗn hợp có khả năng thực hiện nhiều sứ mệnh, trong đó có hoạt động giám sát và trinh sát, đồng thời thành lập một hệ thống có thể để nhanh tiến trình sản xuất các máy bay không người lái hiện đại trong vòng một năm tới. Động thái trên diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện 5 thiết bị bay không người lái của Triều Tiên vượt qua biên giới Liên Triều trong ngày 26 tháng 12. Hàn Quốc cho biết đây là lần thứ 17 Triều Tiên vi phạm thỏa thuận quân sự Liên Triều, trong đó có tới 15 lần diễn ra từ tháng 10 đến nay trung quốc muốn tăng cường quan hệ hợp tác với philippines trong các lĩnh vực chính như nông nghiệp cơ sở hạ tầng năng lượng và văn hóa đề xuất trên được chủ tịch trung quốc tập cận bình đưa ra khi tiếp đón tổng thống philippines ferdinand marcos jr tại thủ đô bắc kinh Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc xác định Philippines là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ phát triển các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn ở Philippines, thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng với quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, Tổng thống Philippines cho biết hai nhà lãnh đạo đã cam kết nâng cấp quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Philippines cũng cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ nước này phòng chống đại dịch Covid-19, đồng thời hy vọng nhiều công dân Trung Quốc đến Philippines du lịch và học tập. Với chuyến thăm này, Tổng thống Mack Marcos Jr. đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc trong năm 2023. Lạm phát trong tháng 12 của Đức đã giảm xuống 8,6%, kéo tỷ lệ lạm phát chung của cả năm xuống còn 7,9%. Việc lạm phát giảm xuống mức một con số cho thấy sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Trước đó, lạm phát tại Đức ghi nhận ở mức 10% trong tháng 11 và 10,4% trong tháng 10, mức cao kỷ lục trong vòng 70 năm. Viện nghiên cứu kinh tế IFO có trụ sở tại Munich dự báo do lạm phát chậm lại và chi phí năng lượng giảm nên sản lượng kinh tế của Đức trong tháng 12 sẽ chỉ giảm 0,1%. Cũng theo cơ quan này, lạm phát trong năm 2023 ở Đức sẽ tiếp tục giảm xuống còn 6,4%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá phải đến năm 2024 Đức mới có thể đưa chỉ số này trở về mức mục tiêu 2%. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Thái Lan đã xuất khẩu được 6,91 triệu tấn gạo, đưa nước này trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm 2022 của nước này tăng 27% về lượng và 29% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ xuất khẩu gạo đạt gần 124 tỷ bạt, tương đương 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trong cùng kỳ, Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về xuất khẩu gạo với hơn 18 triệu tấn xuất đi nước ngoài, trong khi đó Việt Nam xuất khẩu 6,67 triệu tấn. Dự kiến xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn nhờ nhu cầu gia tăng từ Iraq, Trung Quốc và Mỹ trong dịp năm mới. Mới đây, kênh truyền hình CNN của Mỹ đã đưa Lào vào danh sách 23 điểm đến tốt nhất thế giới để ghé thăm trong năm 2023. Lào cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất được CNN lựa chọn trong danh sách này. Với đặc điểm địa lý không giáp biển và nằm giữa các nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc và Myanmar, Lào từ lâu vẫn là một địa điểm không thể bỏ qua đối với những du khách mong muốn thực hiện những chuyến đi xuyên Đông Nam Á. Nhằm thúc đẩy thế mạnh du lịch này, kể từ cuối năm 2021, Lào đã đưa vào hoạt động tuyến đường sắt giúp du khách tiếp cận các khu vực ở khu vực phía Bắc dễ dàng hơn thay vì phải mất nhiều thời gian để di chuyển trên các cung đường núi trước đây. Bên cạnh Lào chỉ có 3 điểm đến khác tại châu Á được CNN đưa vào danh sách của mình, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Nepal và đảo Naoshima của Nhật Bản. Mạng xã hội Twitter vừa công bố kế hoạch nới lỏng chính sách cấm quảng cáo có nội dung chính trị, đồng thời cho phép đăng tải nhiều hơn các quảng cáo được cho là có nội dung chính đáng trên nền tảng mạng xã hội của mình. Thông báo của Twitter nêu rõ trong tương lai, nền tảng mạng xã hội này sẽ điều chỉnh chính sách quảng cáo của mình vào cho phù hợp với chính sách quảng cáo trên truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông khác. Từ năm 2019, Twitter đã cấm tất cả các quảng cáo có nội dung chính trị. Động thái mới nhất của Twitter diễn ra trong bối cảnh nền tảng mạng xã hội này đang mất đi nhiều khách hàng quảng cáo do lo ngại bị kiểm duyệt nội dung